Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Thành phố Vĩnh Yên vững tin hội nhập. Chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2016. Đảm bảo an ninh trật tự khu danh thắng Tây Thiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ thị 04/2016 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách diệt chuột, bảo vệ sản xuất và đời sống. Chỉ thị nêu rõ, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên thời tiết có những diễn biến bất thường, cây trồng đa dạng, trồng xen canh gối vụ là điều kiện thuận lợi cho chuột sinh sống và phát triển, bùng phát về số lượng. Nguy cơ chuột cắn phá gây hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng dân cư là rất lớn. Để khống chế nạn dịch chuột, hạn chế mức độ sinh sản của chuột và giảm tác hại do chuột gây ra, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu. 1. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Xác định rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và tham gia cùng với cộng đồng tập trung diệt chuột, trên cơ sở nhận thức đúng về tác hại của chuột đối với sản xuất và đời sống của nhân dân. Phát động các đợt diệt chuột tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi năm mở 2 đến 3 đợt diệt chuột, mỗi đợt 10 đến 20 ngày vào cuối vụ đông đầu vụ xuân và cuối vụ xuân đầu vụ mùa, cuối vụ mùa đầu vụ đông. Thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các đợt phòng trừ chuột trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức đợt diệt chuột tập trung trong tháng 2 năm 2016. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột tập trung, hiệu quả, an toàn và tổ chức phòng trừ chuột hại theo từng mùa vụ, từng đợt tập trung. Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi về tác hại của chuột, các biện pháp cấp bách phòng trừ và tích cực tham gia phong trào toàn dân diệt chuột đạt hiệu quả. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương. Xử lý nghiêm việc kinh doanh và sử dụng thuốc chuột cấm, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, sử dụng các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh. 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ và thẩm định bố trí kinh phí phục vụ cho công tác diệt chuột tập trung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 4. Công an tỉnh, Sở Công Thương, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các huyện, thành thị thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác phòng trừ chuột hại, bảo vệ sản xuất và đời sống cộng đồng dân cư. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng trừ chuột hại, bảo vệ sản xuất và đời sống dân cư ở địa phương theo kế hoạch, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã tập trung động viên, khuyến khích nhân dân tích cực thường xuyên diệt chuột cả ngoài đồng và trong khu dân cư. Chủ động bố trí ngân sách huyện để hỗ trợ các xã, phường, thị trấn tổ chức diệt chuột trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quán triệt chỉ thị 04/2016 đến các xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn để tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trúc đã ký. Ngay sau khi có lịch xả nước đợt 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nhanh chóng triển khai phương tiện máy móc để bơm nước vào các kênh, đưa nước tới chân ruộng, phục vụ đổ ải gieo cấy. Do nguồn nước chính lấy từ sông Phan và các kênh chính, nên ngay từ đợt xả nước đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Xí nghiệp Thủy lợi Yên Lạc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Liễn Sơn đã chủ động bơm tích nước từ các kênh dẫn vào ao, hồ, đầm và ruộng trũng để trữ nước cho bà con đổ ải làm đất. Đến nay, xí nghiệp đã cấp nước cho trên 80% diện tích. Đối với những diện tích cao, xí nghiệp sẽ chủ động cấp nước bổ sung để bà con nông dân kịp thời làm đất gieo cấy đúng lịch thời vụ.
Vào đến đợt 3 thì là chúng tôi đã tập trung chỉ đạo lấy nước 100% các phần diện tích canh tác trên địa bàn là đã có đảm bảo nước để cho bà con làm đất và gieo cấy. Cho đến giờ này thì cái cấp nước của chúng tôi đã cơ bản là đã đủ. Trong vụ xuân này, toàn huyện Yên Lạc sẽ gieo trồng trên 6.000 hectare diện tích cây trồng, trong đó có trên 5.000 hectare lúa. Tuy nhiên hiện nay nước đã sẵn sàng, nhưng việc gieo cấy của bà con nông dân ở một vài xã đang gặp phải khó khăn do mạ gặp rét, chưa đủ tuổi cấy. Bên Thủy Long đã cấp nước tất và đồng cho mấy cây mấy bừa xuống ruộng bừa ngã. Ruộng đã kỹ nhưng mà bởi vì là chúng tôi cha mạ đợt vừa rồi nó chết rét đậm chết hại chết nhờ mạ cho nên bây giờ đến nhà thì có nhà thì không. Chỉ tầm 2-3 ngày nữa là chúng tôi sẽ cho mạ ra đồng để mà trong hết tháng 2 là phải kín hết cả cánh đồng lúa để mà chúng tôi cho lúa nó kịp thời vụ ạ. Đến thời điểm này, huyện Yên Lạc mới gieo cấy được 10% diện tích vụ xuân, đồng thời sẵn sàng gieo cấy khi chủ động mọi điều kiện. Tự hào phấn khởi với những thành tích đạt được trong năm 2015, thành phố Vĩnh Yên bước vào năm mới với niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển mạnh mẽ trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20. Năm 2015, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 18,9%. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ có mức tăng trưởng cao với giá trị gia tăng đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Cùng với phát triển các loại hình dịch vụ truyền thống, thành phố Vĩnh Yên đã chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại, chất lượng cao như ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2 trung tâm thương mại, 18 siêu thị đạt tiêu chuẩn loại 3, 152 cơ sở kinh doanh đã áp dụng phương pháp bán hàng tự phục vụ, 96 cơ sở lưu trú và nhiều doanh nghiệp kinh doanh về các lĩnh vực y tế, quảng cáo, bảo hiểm, ngân hàng. Dịch vụ đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế thành phố. Đây cũng là ngành có đóng góp lớn nhất vào giá trị gia tăng trong 3 ngành kinh tế. Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị được thực hiện đúng quy trình, theo hướng văn minh hiện đại. Các công trình phúc lợi công cộng đã từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân, nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Năm 2015, thành phố Vĩnh Yên có 85% thôn, làng, tổ, dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 95% hộ gia đình đạt văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%. Thành phố đã xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội. Trọng tâm là phát triển giáo dục, đào tạo và dịch vụ để tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố cả giai đoạn 2016-2020. Thì để đạt được các mục tiêu đã đề ra thì trong phương hướng nhiệm vụ năm 2016, thành phố đã xác định có 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn tập trung cho công tác cải cách hành chính, mà đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, mà đặc biệt nhất là về công tác cán bộ cần phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. Thì như Bác Hồ đã dạy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc có thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém. Năm 2016, thành phố Vĩnh Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,5%, trong đó dịch vụ tăng 19,3%, công nghiệp xây dựng tăng 13,4%, nông nghiệp tăng 3,3%, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 111,5 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 1.300 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Với sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ là động lực, tiền đề vững chắc để Vĩnh Yên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu xây dựng Vĩnh Yên phát triển bền vững, trở thành đô thị xanh trong tương lai.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015-2016 vừa qua đánh dấu thành tích nổi bật của trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc khi em Trần Duy Kiên, lớp 12A8 đã đạt giải nhất môn ngoại ngữ và lần đầu tiên học sinh Vĩnh Phúc đạt giải nhất bộ môn này trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Vinh dự hơn khi em Trần Duy Kiên cũng là đại diện duy nhất của tuổi trẻ Vĩnh Phúc và cả nước tham dự diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu được tổ chức vào tháng 8 vừa qua tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn về cậu học trò đầy bản lĩnh này. Em Trần Duy Kiên yêu thích môn tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ với phương pháp học tập độc đáo, đó là không học cứng nhắc theo những cấu trúc ngữ pháp hay học thêm ở trung tâm ngoại ngữ, mà dành thời gian để nghe nhạc, xem phim, đọc truyện tiếng Anh theo sở thích hoặc cùng các bạn giao tiếp để tiến bộ. Với em, tiếng Anh mở ra thế giới để hiểu biết, giao lưu và tiếp cận tri thức. Với niềm đam mê dành cho môn tiếng Anh, Trần Duy Kiên đã nối dài bảng vàng thành tích học tập ngoại ngữ của mình trong 3 năm học tại trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc với 3 giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giải nhất quốc gia IOE, 1 giải nhất quốc gia tài năng tiếng Anh, 1 giải nhất quốc gia thi hùng biện tiếng Anh IF 2015, 1 giải nhất trại hè Hùng Vương, 1 giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Năm 2015, em là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới. Sự kiện này khẳng định năng lực cũng như bản lĩnh của những người trẻ Việt Nam với bạn bè thế giới. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015 vừa rồi thì em có thể cho biết là thành tích đạt được của em như thế nào và cái cách học tiếng Anh của em để tham gia kỳ thi này như thế nào không? Khi em học lớp 11 ạ, thì em đã tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia này rồi và năm ngoái em đã đạt được giải 3 và năm nay em vô tình và may mắn thì là người đạt giải nhất đầu tiên của trường ạ. Thì về cách ôn luyện thì năm nay sở và nhà trường đã tạo điều kiện cho bọn em được học tập trung với các bạn khác trong đội tuyển ạ và ở trong ký túc xá để tạo điều kiện cho mình ôn luyện tốt nhất. Thì về cách học tập thì đầu tiên là em rất là vui vì cách dạy của các cô ạ. Vì khi mà dạy quốc gia ấy ạ thì rất là áp lực và rất là mất nhiều thời gian. Thì em thấy rất là hạnh phúc vì các cô đã thực sự bỏ thời gian của mình ra để đầu tư những bài giảng hay những cách học tốt nhất để giúp cho bọn em. Và đồng thời vì bọn em tập trung cho đội tuyển thì mọi người đã đều giúp nhau học tập để đạt được kết quả tốt nhất ạ. Được biết tháng 8 năm 2015 vừa qua, em đã vượt qua 2.000 ứng viên trên cả nước để tham dự diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu tổ chức tại New York, Mỹ. Em có thể chia sẻ với khán giả về diễn đàn này được không? Diễn đàn lãnh đạo trẻ IF này thì bao gồm 23 bạn đến từ 18 hoặc 19 quốc gia khác nhau ạ. Thì mục đích của bọn em đến đây là cùng chia sẻ một tầm nhìn, bởi vì tất cả những mọi người ở đây thì đều có một tham vọng, đó là thay đổi thế giới. Có thể mình nghe đấy thì rất là hoang đường, nhưng mà khi em gặp những bạn ở đấy thì tất cả đều giúp đỡ nhau, đều chia sẻ lẫn nhau về cách nhìn của mình, về cách suy nghĩ của mình. Và đồng thời bọn em được học rất nhiều bài học về sự lãnh đạo, sự sáng tạo và cũng như là tầm nhìn. Và đó là những điều rất quan trọng để giúp em trong tương lai. Thế trong diễn đàn em học hỏi được gì từ các bạn các nước xung quanh? Trong chương trình thì có những cái buổi mà bọn em được gặp đến những đại diện đến từ quỹ đào tạo giáo dục của Mỹ và Nhật phát triển với nhau và đồng thời những người đã làm việc lâu năm ở Liên Hợp Quốc thì đó rất là mở tầm nhìn của em ạ. Vì họ rất là gần gũi và họ cũng rất là thông minh, họ thực sự đã truyền cảm hứng cho bọn em ạ. Và đồng thời thì khi nói với các bạn nước ngoài thì 23 bạn thì tất cả mọi người đều rất là thoáng với nhau ạ, đều rất là mở và mọi người đều ham muốn được tìm hiểu về văn hóa của nhau, về đất nước của nhau và chúng em đã thực sự trở thành bạn thân thiết dù chỉ ở cùng nhau trong gần 2 tuần ạ. Và đến bây giờ thì hàng ngày bọn em vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng. Thế, bởi vì tuổi các em còn rất là nhỏ ấy, vậy thì cái diễn đàn đấy thì các em được thể hiện cái tiếng nói gì của mình trong diễn đàn? Mọi người đều biết là mỗi quốc gia thì đều có những cái khúc mắc hay là mỗi cộng đồng đều có những cái gọi là vấn đề của riêng mình ấy ạ. Thì việc của em là bọn em cùng nhau nêu lên những cái vấn đề khúc mắc đấy và cách mình muốn giải quyết. Đồng thời là có những cái vấn đề rất là cấp bách ở thế giới, ví dụ như là nạn HIV/AIDS hay là IS hay là vấn đề giáo dục hay là vấn đề là không đối xử tốt với phụ nữ, thì bọn em đã cùng chia sẻ với nhau cách nhìn về đó và cùng nghĩ một cách giải quyết cho những vấn đề ấy. Dù bọn em bây giờ vẫn trẻ tuổi ạ, nhưng mà em tin là người trẻ tuổi chính là những chủ nhân tương lai của thế giới. Và cái mà bọn em đã nhận được từ diễn đàn lãnh đạo này là một tầm nhìn một cách giải quyết mà em sẽ giữ cho tương lai. Em có thể cho biết bí quyết học ngoại ngữ của mình? Về cách học tiếng Anh thì em nghĩ là mọi người không nên nhìn nhận tiếng Anh là như là một môn học. Mọi người nên nhìn nó là một ngôn ngữ, nghĩa là chúng ta với tiếng Anh chúng ta có thể mở cửa đến thực sự đến với thế giới. Ví dụ như chúng ta có thể học bằng cách nghe nhạc, xem phim hay là đọc sách. Đó là những cách học rất là dễ dàng, rất là thú vị. Thì mình sẽ không thấy mệt mỏi như là suốt ngày chỉ chăm chú là làm bài tập ngữ pháp hay làm bài tập đọc, ví dụ như thế. Định trong tương lai của em như thế nào?
Đầu tiên thì em muốn ôn tập để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và xa hơn nữa thì em muốn là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương và cố gắng để tìm học bổng để rồi mình có thể học tập ở bên Mỹ hoặc bên Anh và rồi trở lại phục vụ đất nước. Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Không khí lạnh là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Dù ở trong nhà, trẻ em mới tập đi, dễ ngã và gây chấn thương. Vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc cho trẻ nhằm giảm thiểu chấn thương cho các em cần được các bậc phụ huynh chú trọng. Bé trai Chu Văn Tiến mới được 10 tháng tuổi, bị gãy xương đùi. Bé nhập viện trong tình trạng sưng nề đùi bên trái, bất lực vận động chân trái do chấn thương. Sau khi bệnh nhân được chụp X-quang, chẩn đoán gãy 1/3 giữa xương đùi trái và được hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã quyết định tiến hành gây mê và nán chỉnh, bó bột. Thời tiết lạnh, trời mưa dài, bảo em bế con đi mua đồ ăn cho con mà. Xong rồi về thì trơn trượt nó ngã. Bế con thì con cũng ngã theo thì chỉ đập nhẹ chân thôi, nhưng mà do quá bé nên nó gãy cả đùi chị ạ. Theo thống kê của khoa ngoại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, 6 tháng cuối năm 2015 có hơn 70 trẻ em bị gãy xương, phải nán chỉnh, bó bột, chưa kể những ca chấn thương phần mềm, phải làm thủ thuật. Trong thời gian vừa qua, do cái đợt không khí lạnh kéo dài kèm theo có mưa, thì là khoa chúng tôi có số mà trẻ bị gãy xương của trẻ nhỏ trong cái tai nạn sinh hoạt là tăng lên so với cả các cái tháng trước. Khi thời tiết lạnh thì các cháu không mặc đủ ấm, cho nên là các cháu đi lại thì chân tay trẻ nhỏ nó mới tập đi thì nó có run rẩy, thì nó cũng ảnh hưởng đến quá trình tai nạn nó tăng lên. Cũng khuyến cáo với cả cái bậc phụ huynh cũng như là bố mẹ các cháu nhỏ thì là nên cho các cháu là mặc đủ ấm, nên là trông nom cháu sao sát trong cái thời gian mưa gió. Những chấn thương của trẻ ảnh hưởng không đáng kể nếu được khám và chỉ định điều trị ban đầu chính xác. Tuy nhiên, khi trẻ bị ngã, nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em mình đi bó thuốc nam hoặc nắn ở những cơ sở tư nhân, dẫn đến hiện tượng trẻ bị cứng khớp, can lệch, khớp giả, dẫn đến ảnh hưởng đến quá trình vận động, học tập và lao động sau này. Do đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc trẻ nhiều hơn, tránh những tổn thương đáng tiếc có thể xảy ra. Trong không khí rộn ràng sắc xuân 2016, lễ hội Đình làng Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường diễn ra với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Đình làng Cam Giá được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996. Đình thờ hai vị tướng Cao Sơn Đại Vương và Cự Hải Đại Vương, người có công giúp vua Hùng đánh giặc giữ nước. Lễ hội Đình làng Cam Giá diễn ra từ mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng hàng năm với nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm nét văn hóa của cư dân trồng lúa nước như tế cây bông, tế thành hoàng làng, rước nước nhập thủy tắm vua với mong muốn trời đất giao hòa, vạn vật con người sinh sôi, nảy nở tốt tươi. Cứ hàng năm theo cái quy định của làng là 5 năm tổ chức lễ hội lớn một lần, còn những năm thường niên thì vẫn phải tổ chức lễ hội để làm sao giữ được cái nét văn hóa truyền thống tục lệ của địa phương, là mùng 7 là mùng 5 Tết là bắt đầu ra các cụ cao niên trong làng ra là tập trung vót cây bông để mùng chiều mùng 7 là dựng cây bông lên để tế cây bông để cầu cho như vậy là mưa thuận gió hòa cho nhân dân được mọi nhà được mạnh khỏe. Đối với mỗi người con làng Cam Giá, dù đang sinh sống và làm việc nơi xa, luôn đau đáu được trở về quê hương, nguồn cội trong dịp Tết đến xuân về, để được đắm mình trong lễ hội đầu xuân độc đáo và ý nghĩa. Mỗi năm thì ở làng cháu chỉ có một lần tổ chức lễ hội và tất cả mọi người đều tham gia rất là đông vui ạ, nên là cháu rất thích ạ. Dạ, cháu mong muốn là mỗi năm làng cháu có thể tổ chức một lễ hội đông vui hơn như thế này nhá. Và để tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng sum vầy trong lễ hội ạ. Lễ vật dâng lên thánh của nhân dân trong làng thể hiện tâm thành của người dân lao động luôn biết ơn thành hoàng làng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời cầu mong năm mới mùa màng bội thu, nhân dân làm ăn thịnh vượng, nhà nhà yên bình, làng xóm yên vui. Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian phong phú như kéo co, cờ tướng, cờ vua.
qua đó góp phần giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống lễ hội làng Cam Giá, xã An Tường. Tại chùa Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Ban tổ chức lễ hội chùa Tích Sơn phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ban chỉ huy quân sự phường, Đoàn Thanh niên phường Tích Sơn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ hội chùa Tích Sơn và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2016. Chương trình có 18 tiết mục văn nghệ nhằm ca ngợi quê hương đất nước, mùa xuân, các ngày Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm khích lệ tinh thần đoàn kết, tạo nên sự gắn bó tình cảm quân dân, động viên các tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khu danh thắng Tây Thiên được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, do vậy thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương. Ngay từ đầu năm, Công an huyện Tam Đảo đã tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ du khách hành hương đến với Phật, về với mẫu. Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Thân, lượng khách đi lễ đầu năm rất đông, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 2 đến 4 vạn người. Lực lượng Công an huyện Tam Đảo đã triển khai kế hoạch nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại một số địa danh như khu danh thắng Tây Thiên. Công an huyện đã xây dựng một kế hoạch cũng như phương án cụ thể để thực hiện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bằng các hình thức đó, vấn đề hàng ngày phân công cán bộ cụ thể tuần tra canh gác, rồi cũng như vấn đề xác định những điểm tập trung đông người, những điểm có dấu hiệu vấn đề về các loại tội phạm có hiện tượng móc túi, để từ đó làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, tránh ùn tắc trên một số tuyến đường cũng đã được công an huyện lên phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết. Ngay từ cổng vào khu danh thắng Tây Thiên, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng công an xã Đại Đình thực hiện công tác phân luồng, hướng dẫn du khách. Do đó, không có tình trạng chen lấn, tập trung đông người ngay lối ra vào khu danh thắng. Ngay những ngày đầu xuân cũng như là giáp ngày lễ hội diễn ra thì đội cảnh sát giao thông cũng đã chủ động lập các chốt cũng như là các tổ tuần tra hướng dẫn phân luồng. Nhờ đó là đến bây giờ thì về tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực xung quanh lễ hội cũng như các tuyến đường ở khu vực lễ hội cũng đã được đảm bảo về an toàn giao thông. Với những nỗ lực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tạo sự an tâm cho du khách khi đến với lễ hội Tây Thiên dịp đầu xuân 2016. Mình lần đầu tiên đến với Tây Thiên, nhưng mà mình đã đi qua rất nhiều nơi. Mình thấy là tình hình an ninh với lại gửi xe cũng như là vệ sinh ở đây rất là tốt. Đầu tiên thì mình đến khu tâm linh Tây Thiên đấy thì mình thấy là không bị cái tình trạng lộn xộn như nhiều cái khu du lịch khác, thì mình thấy là cũng tương đối ổn định mà được đầu tư những quy hoạch, nghe cũng thấy là tương đối bài bản, thì chắc mình sẽ còn phải đến đây nữa. Với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân khi chảy hội sẽ nâng cao ý thức, tạo nên nét đẹp văn hóa tại các lễ hội truyền thống nói chung, lễ hội Tây Thiên nói riêng, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân. Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục. Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có hai tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Hướng Đạo đã tiến hành khảo sát hiện trạng mạng lưới trường học trên địa bàn, từ đó quy hoạch xây dựng trường học gắn với xây dựng nông thôn mới. Để từng bước đạt được các tiêu chí về giáo dục, Ủy ban nhân dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy và học cho các trường học. Đối với xã Hướng Đạo, hiện có 3 trường đóng quân trên địa bàn xã, thì trong đó là xã chúng tôi đã có 2 trường là đạt chuẩn quốc gia và 1 trường là đang phân đấu và hoàn thiện thủ tục hồ sơ để mà đạt chuẩn, đó là trường mầm non. Thì ngoài những cái tiêu chí về nhà trường, về chất lượng giáo dục thì đều là được nhà nước cấp trên và nhân dân và địa phương và các nguồn xã hội hóa khác để mà đầu tư về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo.
Để thực hiện tốt tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới, các trường học trên địa bàn xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, bảo đảm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trường Trung học cơ sở Hướng Đạo thì là một cái trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Tam Dương. Chính vì vậy mà các điều kiện về kinh tế, xã hội cũng như là giáo dục cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên là được sự quan tâm của tất cả các cấp cũng như là chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Cho nên là trong những năm gần đây, trường Trung học cơ sở Hướng Đạo chúng tôi là đã có những bước tiến mới trong việc đầu tư về cơ sở vật chất cho chuyện dạy và học. Ví dụ như là về phòng học là chúng tôi đã có đủ phòng học cho học sinh học 1 ca trong ngày. Do thực hiện tốt và giữ vững tiêu chí giáo dục, xã Hướng Đạo huyện Tam Dương đã từng bước hoàn thành các tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.